Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay lại chuỗi Vlog những ngày bị cancel show cùng Minh Tú. Và ngày hôm nay tập Vlog này Minh Tú sẽ làm một cái chủ đề rất là nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề đó. Ngoài vấn đề về da này, về sức khỏe thì khá là nhiều câu hỏi được đặt ra hỏi Minh Tú rằng là khẩu phần ăn của Minh Tú như thế nào, Minh Tú chắc ăn kiêng dữ lắm, Minh Tú tập như điên, Minh Tú là chắc là hả khẩu phần ăn rất là đặc biệt. Nhưng mà thú thật với các bạn thì Minh Tú cũng rất là thèm trà sữa nè, rồi cũng ăn bánh nè, ăn khoai tây chiên nè, nhiều đồ dầu mỡ, rồi bánh ngọt và sô cô la rất là nhiều. Cho nên chủ đề của tập vlog lần này là một chủ đề rất là hot và rất là trendy, đó là what I eat in the day. Nhưng với Minh Tú thì Minh Tú sẽ không làm hệ eat clean, bởi vì Minh Tú sẽ thuộc hệ eat hơi clean. Cho nên muốn biết một ngày Minh Tú ăn gì thì xin mời các bạn cùng Minh Tú đi vào bếp nha. Thường thì mỗi buổi sáng mọi người thức dậy mọi người sẽ làm gì, ăn gì, uống gì? Để Minh Tú đoán nha, chắc là mọi người sẽ uống nước ấm nè. Có người thì uống nước ấm với mật ong và chanh. Nhưng với Minh Tú thì ngày hôm nay Minh Tú sẽ chia sẻ với các bạn một thức uống mà sau khi ngủ dậy, trước khi đánh răng luôn, Minh Tú uống. Đó được mang tên là nước ép thần thánh. Như các bạn cũng đã biết đó, thì cần tây được sử dụng rất là rộng rãi cho thời gian gần đây để mọi người dùng mà giảm cân nè, detox nè. Bởi vì cần tây chứa rất là nhiều loại vitamin B, A và các khoáng chất khác sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được thải độc. Đối với Minh Tú thì mình trải nghiệm nước ép cần tây, mình cảm thấy là hệ tiêu hóa của mình tốt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là rất là đẹp da luôn. Nói thiệt, nó sẽ hơi khó uống ở cái thời gian đầu, bởi vì mình chưa có quen á, và cái mùi nó hơi nặng, cho nên lúc nào mình tôi cũng sẽ ép chung với một loại trái cây khác có chất ngọt, ví dụ như táo xanh, cà rốt, ổi vân vân và gừng nữa. Bây giờ sẽ vô quá trình ép. Minh Tú thì thường sử dụng máy ép chậm, bởi vì máy ép chậm sẽ giữ lại được nhiều khoáng chất và vitamin. Táo xanh rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Thường mà nhiều khi đi làm vội, Tú sẽ ăn gọi là ăn dặm bằng táo xanh. Nên cho vào vài lát gừng. Gừng là một cái phương thuốc tự nhiên chữa được rất là nhiều bệnh và tốt cho sức khỏe. Ấm bụng nè, giải độc nè, tốt cho hệ tiêu hóa nè. Đây là hỗn hợp nước ép cần tây, táo xanh và gừng. Các bạn có thể nếm thử coi dù uống chưa. Nếu mà cảm thấy khó uống thì có thể thêm một chút xíu mật ong. Nhưng với mình tôi cảm thấy rất là vừa uống rồi. Nhớ là mình uống khi mà bụng còn trống, chưa có ăn sáng. Và sau khi uống 30 phút thì nhớ ăn sáng nha. Đừng có nghĩ đây là một bữa sáng nha. Đây chỉ là một hỗn hợp giúp cho cơ thể chúng ta được thanh lọc, thải độc, đẹp cho da. Ngoài ra, hỗn hợp cần tây, táo xanh và gừng là bộ ba thần kỳ, vừa có tác dụng thanh nhiệt cho mùa hè và là hỗn hợp nước ép giúp detox, thải độc, giảm cân, cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, do đây là các thành phần tự nhiên nên người sử dụng phải thật sự kiên trì để thấy được kết quả tốt hơn. Và món ăn tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người đó là bữa sáng trong trắng. Bữa sáng rất là quan trọng cho sức khỏe cho nên mọi người không được bỏ qua nha. Thường thì Minh Tú sẽ ăn sáng tại nhà. Và cái món mà Minh Tú ưa chuộng nhất đó chính là yến mạch. Yến mạch rất là dễ chế biến, chúng ta có thể nấu hoặc là bỏ vô microwave. Các bạn có thể lựa cán dày hoặc là cán mỏng tùy theo sở thích của mọi người. Minh Tú thì thường là sẽ ăn cán mỏng và thường là nấu với sữa hạt. Nhưng mà nếu mà ai thích thì vẫn có thể sử dụng sữa tươi nha mọi người. Nhưng mà sữa hạt thì sẽ đỡ bị thừa cân hơn. Đây rất là nhanh nha cả nhà. Bây giờ thì mình trong lúc đợi yến mạch nguội và nó nở ra thì mình sẽ cắt những cái phần trái cây và topping để mình bỏ vào. Thì ngày hôm nay mình sẽ ăn với chuối, kiwi. Thơm, cực kỳ thơm luôn. Đúng là bữa sáng trong trắng. Nói chứ thường ngày á là hay làm với sữa tươi lắm. Nhưng mà dạo này theo hệ ít hơi clean nên chuyển qua là uống uống sữa hạt nhiều. Hôm nay mình sẽ bỏ kiwi. Mình sẽ bỏ thêm một chút Nam Việt Quốc khô. Có hạt ốc chó nè, nho khô nè, hạt mắc ca nè, hạt điều nè. Rồi
theo là một xíu hạt chia. Và không thể thiếu một thứ đó chính là mật ong. Tại vì tôi thích ăn ngọt thế thôi. Đây cả nhà mình ơi, đây là bữa sáng trong trắng của Minh Tú nè. Yến mạch đã không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta đúng không mọi người? Đây là một loại ngũ cốc chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, gồm có calo, chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa đa, chất béo không bão hòa đơn, cholesterol, dầu chất xơ, protein, canxi, sắt, đúng là không hổ danh nữ hoàng trong các loại ngũ cốc. Ngoài ra các bạn còn biết không, yến mạch có rất nhiều công dụng hữu ích trong việc bảo vệ sức khỏe như giúp giảm cân, nhanh no, giảm cholesterol, tốt cho tim mạch, ngăn ngừa tiểu đường. Ngoài ra yến mạch còn làm đẹp da nữa nha mọi người. 2000 years later. Chị làm gì chị? Ăn chứ làm gì? Ủa, trời mới 10 giờ luôn, nãy chị mới ăn sáng luôn á. Bộ em không thấy hả? Buổi sáng mang tên là trong trắng cho nên bây giờ chị hơi chóng vắng. Thì chị đói nè, sau khi tắm con Na, cho con Tỏn ăn, rồi lau nhà quét nhà, mùa này mình chị làm hết. Thì chị đói thì chị ăn thôi, bởi vậy cái chủ đề ngày hôm nay là gì? Eat hơi clean. Nhưng mà cái món ăn của chị thì cũng rất là healthy chứ không có quá xấu cho sức khỏe đâu. Sữa chua Rick. Đó, sữa chua thì mọi người cũng biết rồi, sữa chua rất là tốt cho sức khỏe nè, tốt cho hệ tiêu hóa nè, lợi khuẩn nè. Hạt khô, hạt Nam Việt Quốc. Tiếp theo là các loại hạt mix. Có ốc chó, thích hạt lắm. Thật sự khoái khẩu luôn, đó là chuối. Chuối thì chúng ta có chuối tê. Để chị cắt bỏ vô chén cho em nha. Em ơi, ăn không? Cứ đói là ăn chuối, đói là ăn táo. Cứ chuối và táo đói là cứ bỏ vô. Ê, hỗn láo. Đặt tên nếp na mà cái nếp gì kỳ cục ạ. Và Minh Tú rất là thích cái hạt này. Nó là hạt kỵ tử khô. Các bạn sẽ thấy rất là lạ nhưng mà tại vì Minh Tú thích. Nó chua chua ngọt ngọt. Bỏ vô. Thế là xong bữa ăn xế 10 giờ. Cũng rất là healthy, không có mập đâu. Tin tôi đi. Hỗn hợp này gồm có sữa chua không đường, chuối và các loại hạt sẽ giúp cứu cánh các bạn khi đói, hỗ trợ trí não, bổ sung năng lượng cho cơ thể, giúp giảm cân giữ dáng, thanh lọc và thải độc đường ruột, cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cho ngày dài năng động. Sữa chua này là sữa chua không đường, sữa chua da ua tự nhiên. Tiền trả các xe theo quê cho con quá bé. Ăn hết chỗ đó rồi nha, qua đây là kiểu ăn uống hỗn láo là ăn tán rồi nè. Và tiếp theo đó là đến bữa trưa thì được mang tên là bữa trưa vui vẻ. Bởi vì mình được ăn khá là nhiều món mình thích cho nên mình sẽ rất là vui. Thường thì sẽ các bạn sẽ ăn gạo trắng nè hoặc gạo lứt. Nhưng mà hôm nay thì Minh Tú có một cái loại nó cũng khá là đặc biệt. Đó là loại tổng hợp. Cái bịch này á, nó có yến mạch nè, nó có gạo lứt nè, nó có gạo nếp, nó có các loại hạt rất là nhiều. Một lon đó, một mình ăn thì một lon thôi. Và món mặn, tại sao gọi là vui vẻ? Tại vì buổi trưa mình được ăn thịt cá hồi. Và tiếp theo đó là món rau của mình là măng tây. Mình sẽ ăn cá hồi chiên cùng với họ gọi nó sang một cái tên, nó sang gọi là cá hồi áp chảo đó mọi người. Và măng tây nướng, nhưng mà cũng bỏ vô chiên hết. Mày nữa, tới hàng rồi tới mày luôn á bé. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ ướp cá hồi. Tất nhiên là sẽ không thể nào thiếu muối rồi. Tiếp theo là cho một miếng tiêu. Bột gia vị. Bột gia vị là thường mọi người có thể sử dụng bột nêm á. Bột gia vị này hỗn hợp của Minh Tú thì nó có tỏi, hành và muối. Lá húng tây. Trời ơi, nó hỏng con nha con gái. Có mấy cái bột gia vị này rất là tiện. Các bạn mua ở ngoài siêu thị á, mua loại của nước ngoài á, nó mắc hơn một xíu. Nhưng mà nó ngon thiệt. Xong tới, chúng ta dùng tay khoa đều cho nó thấm vô. Các bạn nhớ là nhớ rửa sạch tay trước khi làm nha. Massage cho cá nó mềm. Nếu mà ai muốn ăn nước tương thì có thể bỏ thêm một miếng cho nó đậm đà. Minh Tú thì không. Minh Tú sẽ chiên cá hồi bằng dầu ô liu nha mọi người. Mấy bạn nào mà muốn giảm cân á, là 1, tốt cho sức khỏe là 2, đẹp da là 3, thì chúng ta nên dùng dầu ô liu.
hoặc là dầu đậu nành. À quên, mình quên một cái nó rất là quan trọng. Tại sao mình có thể quên đi trời? Là nên gắp một miếng chanh. Miếng chút xíu rồi nha. Chút xíu thôi. Vô cá. Đây là dầu nóng rồi. Thì tôi sẽ chuẩn bị bỏ cá vào. Khi mà các bạn để dầu nóng thì các bạn sẽ để khoảng mức cao nhất. Nhưng khi bắt đầu bỏ cá vào thì chúng ta nên giảm lại nha. 1, 2, 3. Sau đó thì chúng ta coi cơm của chúng ta. Rất là thơm nha mọi người. Để thêm một ít tỏi vô cho nó thơm. Linh Tú canh. Tùy theo mọi người muốn ăn là vừa chín tới hay là còn hơi rare, có nghĩa là chưa chín còn hơi sống sống ở giữa, hoặc là chín luôn rồi thì mình có thể tùy theo sở thích của mình mà cho nó ngừng nha. Món này các bạn ăn tối cũng được nha. Ăn tối cũng được. Thơm ngất ngay luôn. Buổi trưa không thể nào vui vẻ hơn. Ai kiêng tinh bột với tôi không thể nào kiêng được. Sống là phải có tinh bột mọi người. Đẹp da tốt cho sức khỏe, tràn đầy năng lượng. Đây các bạn, đây là buổi trưa của Minh Tú. Thường ngày Minh Tú sẽ ăn như thế này. Đầy đủ rau nè, cá hoặc thịt nè, protein nè, chất đạm nè, khoáng chất và vitamin nè. Nhiều người nói ăn kiêng để giảm cân phải bỏ tinh bột, cắt tinh bột luôn. Nhưng mà đối với Minh Tú là tinh bột vẫn rất cần thiết cho cơ thể các bạn. Chỉ là mình nên lựa có cái khẩu phần ăn nào nó phù hợp với cơ thể của chúng ta. Chỉ quan trọng là chúng ta nên lựa những cái tinh bột nó phù hợp và tốt cho sức khỏe nha. Thường những ngày rảnh như thế này á, tập nấu ăn. Nấu ăn nó vừa vui nè, cho chúng ta được nhiều cái cảm xúc nó rất là đặc biệt. Thường sẽ cảm thấy là nấu ăn rất là nhẹ nhàng, rất là cục, rất là hôi. Nhưng mà thấy Minh Tú thấy là để làm một cái bữa ăn á, nếu mà chúng ta có cách xử lý thông minh tính trước á, nó rất là nhanh và rất là tiện luôn. Các bạn có thể thấy là mặt Minh Tú là đang make up rồi đội thấp giả, nhưng mà thấy không, rất là nhanh gọn lẹ, chỉ có 10 phút là đã xong cái bữa ăn trưa rồi. Đi học á, nhất là trường mầm non á, cỡ tầm khoảng 3-4 giờ mình sẽ được ăn xế, các bạn sẽ được ăn chè, ăn sữa chua nè, bánh lăng nè, vân vân. Thì Minh Tú cũng phải cần ăn xế. Thì ăn xế của Minh Tú á, rất là đơn giản, đó là bột ly sinh tố. Mình đặt tên cho sinh tố này là sinh tố trong xanh đi ha. Tại vì mình dùng cải xoăn chín để làm cái ly sinh tố này. Cải xoăn hay còn gọi là cải cao là nữ hoàng của các loại rau xanh với rất nhiều những giá trị dinh dưỡng có ích cho sức khỏe của chúng ta. Rau cải xoăn có lượng calo cực thấp, đồng thời chứa nhiều chất xơ và không chứa chất béo. Đây chính là yếu tố lý tưởng để bạn có được một sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, cải xoăn còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh, sẽ giảm nguy cơ thoái hóa da và giúp trẻ hóa làn da nữa đó nha. Tiếp theo thì bỏ một miếng sữa chua vào. Sữa hạt, hạnh nhân, chút xíu tình yêu nữa, vị ngọt tình yêu đó mọi người. Thay vì mình uống trà chiều sang chảnh, mình uống này vừa tốt vừa rẻ tiền nữa. Trà chiều mất tiền lắm. Sinh tố cải xoăn, chuối và kiwi rất thích hợp để cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Bên cạnh đó, các khoáng chất và vitamin đa dạng còn giúp trẻ hóa làn da sau một thời gian sử dụng đều đặn. Tỏ ơi, uống sinh tố rồi tỏ. Một ly sinh tố hỗn hợp chấm đối vào buổi sáng. Hai đứa mình cùng đẹp, cùng giảm cân nè. Đó, body thon gọn không mọi người? Có 17kg rồi nha. Nhìn lại thấy thon gọn rồi đó. Ngon không? Mình tưởng là ngon không? Nè, bây giờ ngon thì ngồi xuống đi, ngồi xuống là ngon. Ngồi xuống là thể hiện ngon, ngồi xuống.
giỏi quá, bắt tay là thể hiện thôi. Cảm ơn nha Minh Tú. Ê năm 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 nè ha, Minh Tú đi, Minh Tú được đẹp da nghe không, sạch bắp. Vào chuẩn bị bữa tối của mình, giờ tới công đoạn ướp thịt gà cũng là với muối không thể thiếu rồi các bạn. Muối sẽ giúp cho món ăn của chúng ta đậm đà hơn. Tiêu sau đó chúng ta chỉnh chế độ 10 phút trong lúc đợi hạt nguyên chín thì chúng ta sẽ nướng gà. Để tiết kiệm thời gian chúng ta sẽ nướng gà bằng nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu là một cái vật mà mình tôi cảm thấy nó rất là tiện dụng, là rất là phù hợp cho một gia đình khoảng 2 người đến 3 người. Cái này mình tôi ăn nên là nướng một miếng thôi, cái này mình tôi ướp sẵn với ngày mai nướng. Nói lại gì với quà nữa. Đó, bỏ vào nồi chiên không dầu. Nếu mà ai thích ăn bơ thì cho thêm một miếng bơ nha. Đây là hạt quy nhoi đã chín, cho một chút xíu muối vào nha các bạn. Tới khúc này thì là xin bỏ thêm một miếng bơ vào cho nó hấp dẫn. Bơ này của Minh Tú dùng là có bơ mặn một chút xíu nha. Bây giờ sẽ tới bước trộn salad nha mọi người. Thì thường buổi tối chúng ta sẽ chọn chất đạm từ những loại động vật hai chân nó sẽ tốt nhất, ví dụ như là cá là không có chân nè, gà hai chân nè, vịt hai chân nè, những động vật mà không có chân và có hai chân thì nó sẽ tốt cho sức khỏe, chất đạm nó sẽ rất tốt. Ví dụ như là con trai nó cũng hai chân đó mọi người. Ta sẽ cho đậu vào, đậu mình đã ra luộc rồi. Tiếp theo là bắp, ăn bao nhiêu cho bao nhiêu nha mọi người. Minh Tú cho thêm một ít cải bó xôi, chân cổ vịt, nói chung là cải spinach đó mọi người. Đó, bỏ vào. Cắt hành chua ra. Rồi. Hôm nay xong, hôm nay mọi người sẽ tin rằng là Minh Tú can cook. Miếng chanh vào, tùy theo độ chua của mọi người nha. Một ít tiêu, again. Ít lá, gọi là lá basil, là lá gì ta? Lá húng quế. Một ớt. Một muỗng dầu ô liu. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phô mai vào, tùy theo mọi người muốn ăn nha. Có phô mai xoài, phô mai Việt Quốc, hoặc là nhập phô, mình ăn Việt Quốc. Hoặc là cho bất kỳ loại phô mai nào các bạn muốn ăn vào. Và món cuối cùng trong thực đơn ngày hôm nay của Minh Tú đó là salad gà ăn kèm với hạt quinoa hay còn gọi là hạt diêm mạch, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, cung cấp đầy đủ 9 loại axit amin, canxi, magie, sắt, chất xơ, rất tốt cho việc làm đẹp và phù hợp để sử dụng làm thực phẩm hàng ngày. Bên cạnh đó, hạt quinoa còn giúp kiểm soát lượng đường huyết trong máu, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đặc biệt, hạt quinoa còn là một thực phẩm hỗ trợ giảm cân tuyệt vời nữa đó nha mọi người.
trời nó thơm. Minh Tú thường ăn là dạng thịt vừa chín tới thôi mọi người, cho nó mềm, chứ mình sẽ không ăn nó quá chín. Mọi người biết cái món ăn bữa tối này được mang tên là gì không? Minh Tú đặt tên là bữa tối tròn vẹn. À các bạn nhớ nha, mình ăn tối á, cố gắng ăn trước 7 giờ tối. Đừng ăn sau 8 giờ, mình hạn chế đừng ăn gì hết. Hoặc có ăn thì nên lựa những thức ăn thông minh. Tại vì á, giờ đó tức mở bụng dữ lắm. Đây là bữa tối trọn vẹn của Minh Tú nè mọi người. Trời ơi, cái sốt thịt, ta nói ta nướng cái sốt thịt gà nó chất lượng dữ vậy trời. Thường á, bữa tối mọi người sẽ rất là ngại ăn cơm. Những người mà trên bắt đầu 26, 27 hoặc tầm tuổi Minh Tú trở 30 trở lên á, là sẽ rất là dễ bị tích mỡ bụng. Cho nên là lúc nào cũng sẽ kiêng cử cắt. Nhưng mà làm như vậy thì đúng là sẽ giảm cân thiệt, nhưng mà nó sẽ, mình sẽ mất đi những cái thú vị trong cuộc sống. Cho nên là các bạn chỉ cần lựa những cái thức ăn, những cái thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, thông minh, là chúng ta sẽ có được những cái bữa ngon, bữa ăn rất là ngon và rất là đầy đủ dinh dưỡng, giống như là bữa tối ngày hôm nay. Có hạt quinoa nè, bắp nè, đậu trắng nè, cải bó xôi nè, cà chua nè, phô mai nè, thịt gà nè, cái gì cũng có. Có đứa con trai nữa, thiếu một cái thôi, đó là người yêu. Bữa tối này giúp các bạn no lâu, đầy đủ chất dinh dưỡng. Đây là dinh dưỡng tốt, sạch, ít bị tích tụ lại chất béo, đủ đạm và đủ tất cả các loại vitamin nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem vlog này cùng với Minh Tú. Và hy vọng rằng những món ăn mà ngày hôm nay Minh Tú chia sẻ và những thông tin mà Minh Tú đã đề cập trong video clip ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn. Nhớ follow kênh và thả tim cho tôi nha. Bye bye.